Đó anh chị thấy ha, con sông rất lớn luôn, cảnh sông nước miền Tây nha anh chị. Em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem gì xã Mỹ Hạnh Nam của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Tên con đường lộ đá xanh này nè, đường này ô tô 7 chỗ mình chạy vào được nha anh chị. Để quay giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà vườn có tổng diện tích là 648 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng ra quốc lộ 1A, ra chợ Bà Tồn, ra trường học rồi luôn nha anh chị. Từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà ra tới quốc lộ 1A thì tầm khoảng 700 m là tới nha. Còn từ đây mà anh chị ra tới chợ Bà Tồn thì tầm khoảng 900 m à, chưa tới một cây số nữa. Và cũng từ đây anh chị có con nhỏ cho đi học thì đi học ngay đó thì tầm khoảng 800 m. Nó ra quốc lộ 1A quẹo qua cái tới trường học luôn anh chị ơi. Còn từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về tới ủy ban dân xã Mỹ Hạnh Nam thì tầm khoảng 3,5 km lận nha anh chị. Nhưng mà ở đây chợ Bà Tồn thì cũng của xã Mỹ Hạnh Nam, nhưng mà mình đi chợ Bà Tồn thì nó khá là gần, còn ra ủy ban thì nó lại xa nha. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn, thậm chí điện đường người ta cũng có gắn luôn. Cho nên ở đây thì được cái tiện ích là mình đi ra quốc lộ 1A khá là gần. Và đây là cái con sông xà lan mình chạy đầu được luôn. Nhưng mà ở đây được cái là chủ người ta cả đã đóng đóng cừ bê tông dài ra tới bên kia luôn. Cho nên vấn đề sau này sạt lở thì anh chị khỏi lo nha. Anh chị mua cái mảnh này thì được sở hữu cái phía trước này, chẳng hạn như cây dừa, cây chuối thì anh chị sẽ được đốn mà để bán hoài hoặc là hái tái. Còn ngoài này thì của nhà nước rồi, còn bằng phán mình thì nằm trong đây. Tính từ miếng này nè anh chị, mà đi bo ngay chỗ này có cái cua, bo qua bên đó, bo qua bên kia luôn là khoảng 28 m. Nó là em đo hạo nha. Và cái chiều sâu của mình là khoảng 30 m. Tại vì cái miếng đất mình nó hình chữ V đó anh chị, cho nên từ đây mình bo qua đây là 28 m. Còn từ đây chạy xuống dưới kia là 30 m. Rồi nó có cái chữ V tẹt qua bên kia nha anh chị. Do cái sổ này khá cũ rồi, cho nên trong cái bằng phán của mình chỉ để cái diện tích à, chứ không có để cái hình vẽ tên đó nha anh chị. Mảnh này chính chủ luôn, chưa qua đầu tư luôn, thuận tiện cho anh chị nào về mua để ở là thuận tiện nhất. Nó 28 m mặt tiền là mình đi dài vô trong đây. Đây là cái hướng em đang đi, đây là về ủy ban dân xã Mỹ Hạnh Nam. Nó khoảng cách là 3,5 km đó anh chị. Nó ở đây, trong đây thì có mấy nhà có ô tô, cho nên vấn đề ô tô anh chị chạy vô thì khỏi lo rồi. Đây mình đi tới cái mí này là 28 m này anh chị. Nó ở đây thì cũng dân cư đông đúc, điện nước wifi đều có đầy đủ hết đó. Đó anh chị thấy, em quay lại cho anh chị xem đó. Nó đây là phía trước mình được hưởng cái cảnh view kinh như thế này luôn nè. Nó như cây sồi. Rồi bên trong mình thì có mấy cây bưởi. Em quên chỉ nữa, ngay chỗ đó mình xéo qua vậy này nè anh chị, xéo qua vậy ngược lại nó dính lại. Nó ra đây là bên trong cái ngôi nhà của mình. Đó. Chị thấy không, ngôi nhà khá là đẹp luôn nha anh chị. Chủ sẽ tặng cho anh chị một số vật dụng bên trong nữa. Và đây là em quay về cái hướng mặt tiền của ngôi nhà mình. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng Tây Nam. Cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang thì thời gian đi là 45 phút, khoảng cách là 35 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 36 phút, khoảng cách là 33 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây, bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh, mình chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 30 phút, khoảng cách là 87 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Giờ để xem di chuyển vào phía bên trong nhà của mình, sau đó xem ra cái phía ngoài sau vườn cho anh chị mình xem cho nó chi tiết luôn nha. Nó ngoài nhà mình còn rất đẹp nha, chủ cũng đã lót gạch rồi và cũng ốp gạch lên tới mí lập phong luôn đó anh chị thấy ha. Ở trên thì cũng đóng lập phong luôn rồi. Nó cọt thì phía trước mình cọt tròn. Và đây cũng có tiền chế đồ luôn.
Nó bên đây chủ cũng làm tiền chế luôn. Bên đây còn một cái không gian tắm nữa nè nha anh chị. Nó anh chị thấy ha, cặp theo cái tấm tường đó ha, là xéo qua nhìn hình chữ V á. Bên đây sau này anh chị có thể trồng kiển, trồng cây ăn tái như chủ đang trồng cái cây sầu riêng bên đó kìa. Đó. Đây. Anh chị nhìn thấy ha, khá là đẹp nha. Chủ sẽ tặng cho anh chị một cái bộ ghế salon này luôn, với cái tủ để tivi luôn nha anh chị. Chủ mới mua không bao lâu nhưng mà giờ chủ cần tiền phải bán lại, cho nên chủ không có kinh này đi, để tặng lại cho anh chị luôn. Đó. Do chủ cần bán gấp nha anh chị, cho nên anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này, giá hiện tại chủ đang kêu là 1.4 tỷ, hết đất và nhà luôn. Nếu như anh chị quan tâm thì liên hệ cho xem ngay theo số điện thoại là 0395454645, xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị đến gặp chủ để nói chuyện thêm gì giá cả luôn nha. Đó, anh chị thấy ha, bên trong căn phòng đó đó. Rồi bên đây chủ để lại cho anh chị cái tủ này luôn, hai phòng, cửa là cửa gỗ nha anh chị. Nó là không gian phía sau. Ngày xưa chủ có nuôi heo ở đây hay gì ha, nhưng bây giờ không còn nuôi nữa. Sau này anh chị về có thể đập bỏ này, mình làm cho nó rộng ra. Phía sau mình có một cái ao cá luôn. Nó hình chữ V nè, theo cái này nè anh chị, ra tới cái chót đó cần chừng chữ V ngược lại nè. Nó nhà vườn ao cá. Đây mảnh vườn trồng mai. Anh chị nào quan tâm tới ngôi nhà này thì xem sẽ gửi sổ cho anh chị mình xem. Chứ cái sổ này thì không có hiển thị lên cái hình vẽ nha anh chị, cho nên sổ cũ. Đó, anh chị thấy ha, đây cái không gian cô cũng lót gạch rồi, tặng toàn bộ cái kia. Còn mấy cái này thì chủ sẽ ghim đi nha, mấy cái giường gọn gọn này nè chủ sẽ ghim đi, còn bên trong thì tặng hết bên trong á. Và đây là cái không gian của cái mảnh vườn trồng mai vàng và một số mấy cây sầu riêng nữa. Nó đây thì dân cư đông đúc nha anh chị. Phía ngoài này chủ cũng ốp gạch lên tới múc qua trên ngay tiền chế luôn nè. Nhà còn đẹp lắm anh chị. Chị về chỉ cái nào cần xài xài, không xài anh chị dỡ ra, nhìn thấy nó gọn gàng đẹp lắm. Dạ, chuồng heo mình đập cho nó gọn lại con, để nhìn thấy nó không đẹp. Đó, đây cái không gian này phía trước. Sau này anh chị có con hay gì á, riêng bên đây còn được một chỗ nữa nè. Nó bên kia nữa. Mảnh này phù hợp cho anh chị về ở nha. Rồi sau này anh chị có thể kinh doanh buôn bán tạp hóa phía trước cũng vẫn được luôn. Dạ. Cái chỗ phía trước của mình rộng mát mẻo hết cô. Đó, đây là phía trước mình có cái con kinh cũng rất lớn luôn. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Mỹ Hạnh Nam của thị xã của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại trên màn hình ngay nha. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem ngôi nhà này, được thì anh chị mua. Chỉ còn một căn duy nhất này là rẻ nè anh chị. Nó giá rẻ hiếm có nha anh chị. Nói chung rẻ thì không rẻ mà cũng là gọi là phù hợp anh chị ơi. Đường này thì thời gian nữa nhà nước làm đan cái nữa thì anh chị chạy vào thoải mái. Còn bây giờ thì đường đá xanh nha. Nó đúng là mẫu chất nhà vườn miền Tây luôn anh chị. Rồi đến đây xem xin kết thúc video. Nếu như anh chị nào có tài chính tầm khoảng 1.4 tỷ thì liên hệ ngay cho xem. Còn bây giờ xem cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.